Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn Túy Loan. Lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng phong tỏa khu vực xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn Túy Loan, xe cẩu tải hạng nặng đã được điều động tới hiện trường để kéo xe khách từ dưới vực sâu gần 30m lên mặt đường. Liên quan vụ xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn Túy Loan, địa phận thành phố Đà Nẵng. Lúc 10 giờ ngày 23 tháng 1, trao đổi với phóng viên đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã phong tỏa tuyến cao tốc để triển khai phương án kéo xe khách từ dưới vực sâu lên mặt đường. Theo quy nhận của phóng viên, tại đầu nút cao tốc La Sơn Túy Loan, đoạn trước khu công nghệ cao thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn không cho phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, xe cầu tải hàng nặng đã có mặt tại khu vực xe khách gặp nạn để triển khai phương án cứu hộ.